Chào cả nhà đến với kênh Bếp Phúc Quỳnh. Hôm nay thì Quỳnh sẽ chuẩn bị một bữa cơm chiều. Quỳnh sẽ chiên cá siêu hồng nha mọi người. Và đây là những cái rau mà trong vườn nhà Quỳnh có này. Thì đậu bắp với đậu đũa thì Quỳnh sẽ luộc nha. Và mấy rau này thì ăn kèm với cá. Mọi người cùng vào bếp với Quỳnh nha. Nấu cái gì mà cá đi làm chiên à? Bị đốm rồi. Cái hôm nay dài dữ vậy em? Để lâu quá mình chưa nhổ, bữa nay nó mọc dài quá trời, rễ nó không bữa cơm chiều của Quỳnh đã hoàn thành rồi. Mời tất cả cô chú anh chị ăn cơm với gia đình nhà Quỳnh nha. Mọi người yêu thương.
gia đình Quỳnh nhé. Cho Quỳnh một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Đĩa cá luôn. Cho em đấy. Ăn giờ sáng em đi. Nãy giờ tối mắt dữ. Chừng nãy giờ thấy em đang nhắm vậy. Nè cho luôn nè. Nhiều gì? Cái mình chân có cày nó giòn quá. Nè cho nó nè, có xương tự nữa. Chứ đừng thấy dễ dễ gì, đừng quốc tế đi. Để thêm cái để thêm mới được.